Chào các em, môn học của chúng ta có tên là kỹ thuật robot, tên tiếng Anh nó là robotics. Thầy sẽ là người phụ trách giảng dạy cái môn này. Tên của thầy là Nguyễn Văn Thái. Chuyên môn chính của thầy là Automation Technology, là công nghệ tự động hóa em. Và hiện nay là thầy tập trung chủ yếu vào cái mảng là xử lý ảnh. Đầu tiên thầy giới thiệu sơ lược về cái môn học này để cho các em hiểu về cách thức học cái môn này sẽ là tốt nhất các em ha. Mẫu học chúng ta đây, Robo 320246. Tổng số tín chỉ mình học là 2, tổng số buổi học là 15. Thầy chia làm 4 topic, 4 cái chương trong cái môn học của mình. Chapter 1 is Introduction to Robotics. Chapter 2 is Spatial Descriptions and Transformation. Chapter 3, Manipulator Kinematics. Này động học tay máy các em. And chapter 4, Inverse Manipulator Kinematics, cái này là đại học nghịch tay máy. Thì hai cái nội dung chính chương 304 sẽ là cái chương cốt lõi để các em làm cái bằng báo cáo cuối kỳ. Ok, đây là cái Rending Plan, cái này dành cho Master Student. Thầy nói về Rending Plan for Undergraduate Student. Thì ở đây thầy chia làm hai phần các em. Phần thứ nhất là quá trình, thì thầy chia ra là có phần là dự lớp và cái bài tập tại lớp là khoảng 15%, và tập về nhà là chiếm là 35% trong tổng số 5% các em. Và mình sẽ có một cái kỳ thi giấy paper exam là lấy 40%, và một cái bài trắc nghiệm online ở trên cái trang LMSM là 10%, và cuối cùng là mình sẽ có cái báo cáo cuối cùng final report là chiếm 5%. Tổng hết là mình sẽ có giữa kỳ 50%, báo cáo kỳ 50%. Cái thời gian mà nếu như thầy cho làm bài paper exam game thì tốn khoảng là 90 phút và các em được phép sử dụng tài liệu. Đây là một số tài liệu chính các em phục vụ việc học tập chính game. Thầy sử dụng chính trong 3 cái tài liệu tiếng Anh. Ở đây các em có thể tạo lên Google và gõ cái tên tài liệu này và mình cứ tải về, nó free thôi. Ngoài ra thì các em có thể xem cái bài giảng của ông giáo sư là Osama Khalid ở Đại học Stanford ở cái link này các em. Ok, thầy giới thiệu về bản thân thầy. Tên của thầy là Nguyễn Văn Thái và các văn phòng làm việc của thầy là 3D Vision Lab ở phòng 409 của tòa nhà Vân Sơn thuộc bên quận 9 các em. Kế bên ký túc xá D2 các em á, số điện thoại di động của thầy là 0902 807576 và email làm việc của thầy là nguyenvanthai@hcmut.edu.vn. Và thầy có cái Facebook này, các em có thể search trên Facebook bằng cái nickname này của thầy. Thì để học cái môn này các em thì các em phải tham gia vào cái group Facebook riêng của lớp này, của nhóm mình, để mình có thể trao đổi thảo luận mọi thứ thế này cho nên dễ dàng ha. Ở đây thầy có tạo ra một cái group riêng KT Robot, kỹ thuật robot HK1 là học kỳ 1 á 2016. Các em search cái group này ha, rồi join vào nhóm này. Ngoài ra thì các em cũng cần phải lên cái trang dạy học số, cái trang làm S của mình á, để xem các thông tin mà thầy bỏ đây ha. Nội dung cái thông tin thầy bỏ đây, các em có toàn cái vô đây. Và mình cũng sẽ làm cái bài trắc nghiệm ở trong mỗi chương, thì sẽ có một cái bài trắc nghiệm các em có giờ để làm ha. Thì cái đề cương môn học của môn này thầy sẽ chỉ sơ các em xem là đề cương chi tiết của môn học. Thầy có nói sang là cái số tín chỉ mình là 2 tín chỉ ha, mình 2 tín chỉ lý thuyết, mình không có thực hành. Thực hành mình sẽ có môn riêng các em. Rồi một số cái môn tiên quyết mình cần phải học trước khi mình học cái môn một cái như mạch điện thì cơ bản rồi đó, vâng. Mô hình mô phỏng thì máy tính máy này quan trọng này, thì nếu không em sẽ không biết làm lập trình MATLAB như thế nào ha. Cái đây là cái chuẩn đầu ra của học phần, em có thể tham khảo trên cái trang LMS hiện tại của xem ha. Về cơ bản là các em phải xây dựng được cái mô hình điều khiển cái robot công nghiệp đó. Cái mô học này làm sao các em làm được những chuyện như vậy, cái này là một số tài liệu tham khảo, tài liệu học tập tiếng Anh, tài liệu tập tiếng Việt, các em có thể tham khảo ha.
Nên là cái timeline để mình báo đánh giá kết quả học tập này mà cứ mỗi tuần tùy theo các tuần nào thầy sẽ có những cái bài tập từ nhà tương ứng cho các trường em, và sẽ có một cái phần là thiết kế cánh tay robot và bằng dùng SolidWorks, thì thầy sẽ hướng dẫn các em cơ bản về SolidWorks và kết nối với MATLAB, và các em phải lên mạng để đọc thêm và cái phần làm báo cáo của thầy. Có phần bài tập viết có thể là 60 phút hoặc là 90 phút thôi. Rồi các em và có các cuối kỳ em chia nhóm ra, mỗi nhóm gồm 2 sinh viên, và các em phải thiết kế một tay một robot bằng SolidWorks, và sau đó là em giống như này, em cầm thiết kế một cái tay robot bằng SolidWorks này giống như này, đây là cái tay robot bấm bật tự do ha. Đó. Rồi các em phải chuyển nó qua MATLAB, chuyển qua MATLAB, chuyển cái mô hình nó qua MATLAB, xong rồi mình lập trình cái giao diện giống này, như là hộp thuận hộp nghịch, và sau đó mình sẽ tiến hành lập trình mô phỏng để thấy được cái hoạt động của robot này kìa. Ví dụ thì cho nó chạy này. Đó. Okay. Đó, thì cho robot nó làm như thế này. Đây. Đây, thì mô phỏng hộp thuận này kìa. Thay đổi cái này thì các cái giá trị nó thay đổi theo. Đây là mô phỏng đại học nghịch. Thì cái bài có báo cáo của anh của em nó sẽ gồm 2 phần, đạo mô phỏng đại học thuận và mô phỏng đại học nghịch, và cái quỹ đạo đường đi của cái tay robot này. Nên là các em phải lập trình cái giao diện này, kết quả mình báo cáo rồi ha. Ngoài ra thì các em phải làm cái file báo cáo, file Word báo cáo nhóm đây, em cần phải có làm một file Word báo cáo. Cái báo cáo còn có cái mô hình SolidWorks mình vẽ này, rồi các phần lập trình giao diện MATLAB của mình này, rồi có tính toán đạo thuận hợp nghịch cho robot này, đây, cách lập trình MATLAB vân vân, cái giao diện. Nói chung là càng nhiều chi tiết càng tốt hơn cho cái phần báo cáo rồi thì cái điểm số mình sẽ cao lên. Thì cả mô phỏng đạo hợp nghịch đạo thuận này có hết luôn. Ok, đó là trên đây là một số cái giới thiệu rất là chung chung tổng quát nhất như cái môn học này, để các em biết cách mà học tốt cái môn này ha. Ở phần sau thì sẽ đi vào cụ thể từng chương hơn ha.